Một vụ vượt rào, trốn trại xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào những ngày đầu tháng 12 năm 2023. Những phạm nhân bất chấp với lý do trên trời. Một cuộc truy tìm, lần theo dấu vết và đuổi bắt quy mô lên tới hàng nghìn người tham gia. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ việc này. Vượt ngục. Cẩm Xuyên là một huyện ven biển thuộc tỉnh Hà Tĩnh, có đường quốc lộ 1A đi qua địa phận huyện và cách thành phố Hà Tĩnh 10 km về phía nam. Đây là huyện có nhiều tiềm năng, thế mạnh về việc phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ. Điểm đặc biệt của Cẩm Xuyên đó là việc đây là huyện nằm trên tuyến du lịch xuyên Việt với nhiều danh lam thắng cảnh như là khu du lịch Thiên Cầm hay là Hồ Kẻ Gỗ, là điểm đầu của con đường di sản miền Trung và cũng là cửa ngõ quan trọng của không gian du lịch hành lang Đông Tây, cầu nối giữa khu công nghiệp mỏ sắt Thạch Khê và khu kinh tế Vũng Áng. Không chỉ có vậy, Cẩm Xuyên còn được biết tới là quê hương của nhiều danh nhân, nhân vật lịch sử đã gắn chặt với các di tích lịch sử văn hóa như đền thờ vua Hồ Quý Ly, đền thờ đại tướng Hoàng Minh hay là khu lưu niệm cố tổng bí thư Hà Huy Tập. Vào đầu tháng 12 năm 2023, người ta còn biết đến Cẩm Xuyên ở một chiến công của các cán bộ chiến sĩ công an khi truy đuổi và vây bắt thành công hai đối tượng tội phạm. Tất cả xuất phát từ một thông báo khẩn cấp. Ngày 6 tháng 12 năm 2023, vào lúc 15 giờ 20 phút chiều, phân trại số 2 trại giam Xuân Hà, Bộ Công an đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên phát hiện và phát đi thông báo có hai phạm nhân đang chấp hành án phạt tù lên tới hàng chục năm trời đã vượt ngục bỏ trốn. Ngay lập tức, thông tin được làm rõ. Qua những dấu vết để lại, xác định hai phạm nhân này là hai đối tượng đang thụ án lần lượt được 2 năm 7 tháng 12 ngày và 6 năm 6 tháng 7 ngày tại đội 28 phân trại số 2 trại giam Xuân Hà. Về thủ pháp trốn trại thì xác định vào chiều cùng ngày, trong khung giờ lao động tại xưởng bóc lòng nhãn thuộc đội 28 cùng với hàng trăm phạm nhân khác trong một khu vực có rào dây thép gai cao tới vài mét, khi chuyển hàng đi tập kết, cả hai đối tượng đã tách nhóm để đi bộ xung quanh khu vực xưởng, thỉnh thoảng có những hành động lạ như là cúi người xuống trông như thể là đang nhặt cỏ. Sau đó hai phạm nhân này đã lợi dụng sơ hở lách qua hàng rào thép gai và đào tẩu khỏi nơi đang thụ án. Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì đến chiều tối ngày 7 tháng 12, Thượng tá Cao Ngọc Diên, giám thị trại giam Xuân Hà, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng Bộ Công an đã ký quyết định truy nã đối với hai phạm nhân và được đăng tải công khai trên trang web cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh. Cả hai đối tượng đều có nghề nghiệp trước khi bị bắt là lao động tự do. Lần cuối cùng được nhìn thấy đang mặc áo màu đen và đi ủng. Đối tượng thứ nhất có đặc điểm nhận dạng với chiều cao 1m75, da vàng, tóc đen, khuôn mặt hình chữ nhật, sống mũi thẳng, dái tai trung bình, có sẹo chấm C2cm dưới sau đuôi mắt trái, đang chấp hành bản án phạt 19 năm tù giam. Đối tượng thứ hai có đặc điểm nhận dạng cao 1m70, da vàng, tóc đen, khuôn mặt dài, sống mũi thẳng, dái tai trúc, có nốt ruồi C0.5cm dưới đuôi mắt trái, đang chấp hành bản án phạt 20 năm tù giam. Theo đó, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho trại giam Xuân Hà, địa chỉ tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại 0916 662 838, 0941 762 888 hoặc 02393 845 438. Hồ sơ. Ngay sau thông tin hai phạm nhân trốn trại và lệnh truy nã được ban hành, dư luận quần chúng nhân dân đã vô cùng hoang mang và lo lắng. Báo chí, truyền thông cũng đã có những hành động kịp thời trong việc đưa tin tức để lan tỏa thông tin nhằm sớm ngày bắt được hai tên trốn trại quay trở lại sau song sắt. Một phần là vì không ai có thể biết được chúng sẽ làm ra những chuyện gì để phục vụ công cuộc trốn trại. Và phần khác là bởi cả hai tên đều có những quá khứ tội lỗi vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. Bên cạnh đó thì đây không phải là trường hợp duy nhất trốn khỏi trại giam Xuân Hà. Những người dân trong khu vực hãy còn nhớ như in về ký ức cuộc truy quét và bắt giữ thành công đối với phạm nhân Đinh Văn Duẩn trốn khỏi phân trại số 2 của trại giam Xuân Hà vào tháng 4 năm 2020 khi đang chấp hành bản án phạt 4 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản trong lúc đi lao động trồng hoa màu trên ruộng tại địa bàn xã Cẩm Sơn. Sau 29 giờ đồng hồ vượt ngục thì tên này đã bị tóm gọn. Một trong những công tác đầu tiên sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc đó là cơ quan công an đã nhanh chóng tập hợp hồ sơ, lý lịch, nhân thân của cả hai tên và làm rõ từng đối tượng cũng như quá khứ phạm tội của chúng. Đối tượng thứ nhất có tên đầy đủ là Phan Công Thành, sinh năm 1987, thường trú tại thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tính đến ngày bỏ trốn tức ngày 6 tháng 12 năm 2023, Thành còn lại 17 năm 5 tháng 18 ngày chấp hành án phạt tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo những hồ sơ lưu lại thì trong năm 2019, Thành đã đưa ra các thông tin có cấp đất đấu giá để bán, dù góp tiền chung vốn mua đất. Trong đó thì Thành ít nhất có tới 10 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 người ở các tỉnh thành với số tiền lên đến hơn 2,4 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 4 năm 2021, Thành bị bắt giữ và sau đó bị Tòa Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 15 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và cùng thời điểm này thì Thành cũng bị Tòa Nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trích xuất về để xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên án 4 năm tù giam. Như vậy, với tổng cộng 2 lần tuyên án, Thành đã nộp khắc phục 1 tỷ đồng và phải chấp hành bản án lên tới 19 năm tù giam. Thế nhưng, chỉ mới đi chưa được 15% tổng thời gian thì Thành đã bỏ trốn. Đối tượng thứ hai có tên đầy đủ là Nguyễn Đắc Hoàng. Hoàng là một phạm nhân còn có quá khứ nguy hiểm và nghiêm trọng hơn so với Thành. Theo hồ sơ lưu lại, ngày 22 tháng 5 năm 2017, có một người đàn ông quê ở Quảng Ngãi đã điện thoại để đặt hàng với Hoàng mua đá từ Trung Quốc về với giá 320 triệu đồng trên 1 kg. Sau khi đồng ý thường vụ, Hoàng mang theo 110 triệu đồng sang tỉnh Giang Tây, Trung Quốc mua đá rồi giấu vào bên trong 3 hộp sữa, sau đó mang về nước theo đường tiểu ngạch. Vào trưa ngày 29 tháng 5 năm 2017, trong lúc đang đi giao hàng cho các đối tượng tại khách sạn ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Hoàng đã lập tức bị tóm gọn, thu giữ ngay tại hiện trường hơn 327 gram methamphetamine. Sau đó, Tòa Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa Hoàng ra xét xử về tội mua bán trái phép chất cấm và tuyên phạt mức án 20 năm tù giam. Tính đến ngày bỏ trốn, Hoàng còn lại 15 năm 5 tháng 23 ngày thụ án tù giam, tương đương đã hoàn thành khoảng hơn 30% thời gian bản án. Những người dân sinh sống tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên cũng đã kịp thời nhận được thông tin cảnh báo. Theo đó thì ngay từ đầu giờ tối, các hộ gia đình đã đóng khóa chặt cửa cổng, nâng cao sự cảnh giác, bảo quản tài sản hết sức cẩn thận. Ai nấy cũng đều trong trạng thái sẵn sàng, chỉ cần thấy người lạ mặt, tiếng động kỳ quặc hay là các dấu hiệu bất thường là ngay lập tức sẽ gọi điện báo tới cơ quan công an. Song song bên cạnh đó, địa hình địa thế và các tuyến đường nẻo mòn có khả năng đối tượng sử dụng để bỏ chạy hoặc lẩn trốn cũng ngay lập tức được điều nghiêm một cách kỹ lưỡng. Về mặt vị trí địa lý, phân trại số 2 của trại giam Xuân Hà nằm ở địa bàn tương đối đặc thù. Thứ nhất, phân trại nằm sát núi, cách gần 1 km của khu dân cư, do đó đặt ra yêu cầu cần hết sức thận trọng trong việc truy bắt các đối tượng, hạn chế mọi khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Thứ hai, trên địa bàn có một tuyến đường quốc phòng, còn lại hoàn toàn là các con đường liên thôn, liên xã, giáp ranh với xã Cẩm Lạc cùng với huyện Cẩm Xuyên. Thứ ba, khu vực này ở thời điểm hiện tại còn tương đối hạn chế về số lượng camera an ninh được lắp đặt, do đó sẽ đặt ra nhiều khó khăn thách thức hơn đối với cơ quan công an trong việc truy vết đối tượng. Thứ tư, thời tiết trở mưa lớn kéo theo nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển rét. Thứ năm, trên địa bàn có khu vực đầm lầy nằm ở xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên với diện tích gần 8 hectare, trong đó có tới riêng khoảng 3 hectare là rừng bần ngập mặn, cách trại giam Xuân Hà khoảng 6 km. Đây là một khu vực tương đối trọng yếu, nếu như kết hợp với các yếu tố thì hoàn toàn có khả năng rằng các đối tượng sẽ lẩn trốn chui lủi sâu bên trong. Bởi vì khu vực ngập mặn này chỉ toàn là những cây bần cao từ khoảng 3 đến 5 mét, có nhiều đầm nuôi trồng thủy sản và chỉ cách khu vực dân cư vỏn vẹn có một bờ đê. Không những vậy, địa hình của địa bàn còn có đặc điểm là nhiều rừng, cây cối tùm, nhiều sông ngòi đan xen thì lại càng làm gia tăng thêm mức độ phức tạp. Ngay từ khi phát hiện ra việc Thành và Hoàng bỏ trốn, nhiều cán bộ chiến sĩ đã được huy động. Tuy nhiên do vấp phải mưa lớn, sình lầy, thế nên công cuộc truy tìm liên tục gặp phải nhiều điều khó khăn. Nhiều chốt chặn đã được thành lập để đảm bảo được an ninh địa phương, không bỏ sót đối tượng. Và không nằm ngoài dự đoán, một tin vui đã đến với cơ quan công an khi mà người ta phát hiện ra hai đối tượng lạ mặt khả nghi xuất hiện tại khu vực đầm lầy ở xã Cẩm Hà. Suốt đêm, cơ quan công an đã dựng rạp tại bờ đê thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà xuyên đêm túc trực. Thời gian cứ thế trôi đi, nhiều lực lượng gồm trinh sát của trại giam Xuân Hà, công an tỉnh Hà Tĩnh, dân phòng và người dân địa phương đã tiến hành cùng nhau lập các chốt tuần tra, rà soát trên nhiều tuyến đường, khu vực rừng núi và vùng cư dân ở huyện Cẩm Xuyên và các địa bàn lân cận. Tiếp đó, công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng phối hợp với công an huyện Cẩm Xuyên và cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cục C10 bộ công an tổ chức truy bắt, bao gồm công an, cảnh sát, dân quân chia thành nhiều tốp nhỏ lội bùn, vạch từng lùm cây để tìm kiếm. Nhiều đồng chí thuộc lực lượng chó nghiệp vụ cũng đã được đưa đến khu vực đầm lầy để hỗ trợ cho công tác truy bắt. Ngoài trực tiếp lội bùn, sình lầy, thì cơ quan công an đã phải huy động và sử dụng tới cả những chiếc thuyền nhỏ của người dân để tránh bỏ lọt đối tượng. Lực lượng được chia thành nhiều mũi công tác truy quét tất cả khu vực đầm lầy rộng gần 8 hectare, song vẫn chưa có kết quả khả quan. Bóng dáng tung tích của Thành và Hoàng vẫn như một ẩn số. Đến chiều tối ngày 7 tháng 12, lệnh truy nã hai đối tượng đã được ban hành.
Các tờ rơi thông tin về hai phạm nhân đều được dán trên các khu chợ, kiosk, cột điện, tường rào. Công cuộc truy bắt các đối tượng cũng không loại trừ cả khu vực biên giới. Tất cả các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đi qua trên địa bàn đều trong tầm kiểm soát. Nhiều phương tiện liên tục được dừng lại khi đang lưu thông để kiểm tra hành chính, rà soát tỉ mỉ cả khoang ghế và gầm xe dưới sự nhiệt tình hợp tác giúp sức của người dân và các chủ phương tiện. Các lực lượng từ cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, các tổ công tác 256, 238 toàn bộ đều được huy động tăng cường xuyên đêm kiểm tra trên các tuyến giao thông, truy tìm các thông tin liên quan đến đối tượng. Tất cả các nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn trong toàn tỉnh Hà Tĩnh cũng nhanh chóng được lực lượng cảnh sát khu vực tiến hành kiểm tra tình hình khách cư trú. Chưa dừng lại tại đây, quy mô của cuộc truy bắt lại tiếp tục tăng lên khi có thêm 500 đồng chí cảnh sát được tăng cường với mục tiêu là truy bắt nhanh nhất có thể, thực hiện phương châm tránh để đối tượng ở lâu bên ngoài có thể túng thiếu mà làm liều. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức lập chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và các vùng lân cận để đảm bảo rằng các đối tượng không có kẽ hở lẩn trốn ra khỏi địa bàn. Và cứ như vậy, từ chiều ngày 6 tháng 12 đến chiều ngày 8 tháng 12, có tổng cộng khoảng 2.500 cán bộ chiến sĩ cùng với hàng trăm người dân địa phương đã tham gia vào công cuộc truy tìm tung tích của Thành và Hoàng, đánh dấu đây là đợt tung quân truy bắt tội phạm có quy mô lớn nhất trong năm 2023 của Công an tỉnh Hà Tĩnh. Từ những gì thu thập điều nghiên, ban chuyên án đưa ra phân tích và nhận định rằng đó là những tên tội phạm trốn trại thường có tâm lý lựa chọn những khu vực đồi núi để lẩn trốn, bởi vì tại đó có thể lấy hoa quả trong rừng để làm thức ăn. Nếu như lảng vảng ở ngoài đường hoặc là trà trộn trong khu dân cư thì rất dễ bị phát hiện. Do đó, ngoài tập trung lực lượng ở khắp các khu vực trong tỉnh và biên giới thì trinh sát vẫn cần duy trì quân số tại vùng núi Cẩm Xuyên, phán đoán rằng hai phạm nhân Thành và Hoàng đang ẩn mình tại đây, khả năng cao là chưa thể đi xa. Từ trưa ngày 8 tháng 12, ban chuyên án đã triển khai lực lượng làm thành 3 mũi tấn công chính trên núi thuộc về các xã Cẩm Lạc, Cẩm Sơn của huyện Cẩm Xuyên. Tóm gọn. Đúng như nhận định của ban chuyên án, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 8 tháng 12, trong quá trình truy xét, Trung tá Thái Doãn Ngọc, phó giám thị trại giam Xuân Hà, tổ trưởng tổ công tác số 1 khi đó đã phát hiện ra ở khu vực rừng thông giáp danh giữa xã Cẩm Lạc và xã Cẩm Sơn có những vết chân còn mới, nghi ngờ là của hai phạm nhân vượt ngục. Lần theo những dấu chân này, tổ công tác thấy rằng có cây bụi bị ai đó dẫm lên và các cành cây bị bẻ gãy trên đường di chuyển. Trên cơ sở này, các anh đã có những phân tích nhanh và nhạy bén rằng vào thời điểm này không phải là mùa khai thác thông, bắt ong, thế nên việc người dân địa phương đi vào rừng và để lại những dấu vết như vậy là điều không hề hợp lý. Trong trường hợp có ai đó đi vào rừng thì chắc chắn là sẽ mang theo công cụ đi rừng, nên những dấu chân cành cây bị bẻ gãy này lại cũng là một điều rất khó hiểu. Sâu chuỗi những điều này, cùng với kinh nghiệm dày dặn, tổ công tác nhận định rằng đây chính là dấu vết của hai phạm nhân Thành và Hoàng để lại trong quá trình chúng chạy trốn. Càng đi theo thì các anh càng lúc càng phát hiện ra nhiều điều đáng ngờ, như là có sợi mì tôm bị dơ đốt trên đường. Tuy nhiên, khi lần theo tới đoạn khu vực chân núi, nơi có tuyến giao thông ở xã Cẩm Lạc, thì các dấu vết biến mất một cách kỳ lạ như thể là chưa từng tồn tại trước đó. Nghi ngờ rằng hai tên này đang lẩn trốn ở khu vực gần chân núi, cách phân trại số 2 khoảng 3 đến 5 km, trong khi đã bước sang ngày bỏ trốn thứ 3. Trải qua cả một quãng đường di chuyển dài, treo đèo lội suối, lương thực mang theo có thể sử dụng thì ít và nhiệt độ thấp, thế nên khả năng rất cao là các đối tượng sẽ chờ cho trời tối, sẽ tìm đường xuống khu vực dân cư, lẻn vào nhà người dân để kiếm thức ăn. Tổ công tác một mặt tiếp tục bám vị trí, một mặt thông báo với ban giám thị trại giam để xác định hướng xử lý. Từ thông tin mà tổ công tác báo về, ban giám thị trại giam Xuân Hà đã bàn bạc nhận định các hướng mà đối tượng có thể di chuyển và tăng cường thêm lực lượng, chia thành tất cả 8 tổ công tác triển khai chốt chặn tại vị trí quan trọng trải dài trên hai huyện, 5 xã là các xã Cẩm Lạc, Cẩm Minh, Cẩm Trung thuộc huyện Cẩm Xuyên và xã Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Tây thuộc huyện Kỳ Anh. Đúng như nhận định của lực lượng, vào lúc 1 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 12, bóng dáng của Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng dần dần xuất hiện trong màn đêm trên con đường ở thôn 5, xã Cẩm Minh. Ngay khi trông thấy hai đối tượng khả nghi, tổ công tác đã từ từ tiến lại gần rồi lia đèn pin kiểm tra, và khoảng cách lúc này giữa hai bên chỉ có tầm khoảng 100m. Biết là đã bị phát hiện, trước sự bao vây của hàng chục cảnh sát cùng với chó nghiệp vụ, hai phạm nhân đã tháo bỏ vứt lại tất cùng với áo mưa giữa đường rồi quay đầu bỏ chạy, sau đó thì chui vào dưới cống nước cách đó khoảng 5m để lẩn trốn. Xác định được đúng là Thành và Hoàng, các đồng chí đã hô đứng im, nằm xuống, đồng thời tiếp cận và nhận định các đối tượng có thể làm mọi chuyện để trốn thoát, đề phòng chúng có thể dùng hung khí để chống trả. Các cán bộ chiến sĩ đã nổ hai phát chỉ thiên để chấn áp. Và sau khoảng 2 phút đồng hồ, thì Thành và Hoàng cùng nhau chui từ trong cống nước ra ngoài, nằm rạp xuống đất,
giơ tay lên sau đầu chấp nhận nộp mình trong tình trạng đói và lạnh. Trả tay vào công số 8 vào đúng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 12, kết thúc 58 giờ đồng hồ trốn chạy tính từ lúc bỏ trốn cho đến khi bị bắt. Ngay lập tức, các đối tượng được di lý về phân trại số 2 trại giam Xuân Hà để điều tra về tội trốn khỏi nơi giam giữ theo điều 386 Bộ luật hình sự hiện hành. Tại đây, chúng đã khai nhận rõ ràng rằng lý do trốn chạy là bởi vì nhớ nhà. Suốt từ đầu tháng 12 năm 2023, cả hai đã lên kế hoạch trốn chạy, mở màn bằng việc ăn trộm mì tôm và lương khô, sau đó thì bọc vào trong các túi ni lông rồi giấu rải rác ở bên ngoài bãi cỏ. Sau đó, trong khi lao động ở xưởng bóc lòng nhãn, khi tập kết giao hàng thì cả hai đều tách hàng rồi thu lượm lại những bọc ni lông đã giấu, cất vào bên trong người rồi bỏ trốn khỏi trại giam. Trốn khỏi trại vào lúc trời đã về xế chiều, Thành và Hoàng chạy một mạch lên núi thuộc khu vực rừng núi giáp ranh giữa xã Cẩm Minh và Cẩm Lạc thuộc huyện Cẩm Xuyên. Tuy nhiên, do trời mưa rét, thế nên trên đường đi hai tên này đã lấy một bộ quần áo mưa cùng với một số tấm ni lông bên tường rào của nhà dân để mặc cho khỏi lạnh. Và trước thời điểm bị phát hiện, cả hai tên đã dùng hết lương thực, do quá đói bụng nên đã dự định mò xuống khu vực dân cư để kiếm thức ăn thì bị nhìn thấy và tóm gọn. Việc truy bắt thành công, hai đối tượng đã đi đúng hướng theo phương châm không thể để phạm nhân trốn trại tiếp tục vi phạm pháp luật, khi mà suốt từ khi hai tên này bỏ trốn cho đến khi bị bắt thì chưa hề có một vụ trộm nào xảy ra trên địa bàn. Trong vụ việc này, cơ quan công an đã tiếp nhận được nhiều thông tin liên quan đến hai đối tượng lạ mặt ở những địa bàn khác nhau. Tuy nhiên thì thông qua sàng lọc thông tin, phân tích một cách kỹ lưỡng các tình huống và bằng kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ, nhận định rằng các đối tượng trốn chạy chưa thể ra khỏi địa bàn. Do đó, vẫn tổ chức các tổ chốt chặn, đồng thời ra soát vùng rừng núi xung quanh địa bàn nơi phạm nhân bỏ trốn. Và đây cũng chính là yếu tố quyết định đến việc truy bắt thành công. Quá trình bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã nguy hiểm này đã đảm bảo một cách an toàn. Ngoài sức mạnh tổng hợp của các lực lượng không quản ngại khó khăn, vất vả của các cán bộ chiến sĩ, thì đó còn là sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong việc phối hợp, cung cấp thông tin, hỗ trợ các lực lượng trong quá trình truy bắt. Các tổ công tác đã phân tích, đánh giá đúng, trúng đối tượng, triển khai lực lượng nhanh, nhiệt huyết, tận dụng thời gian vàng để bắt được các đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự, giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Sau vụ việc, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Tĩnh đã kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự tại trại giam Xuân Hà. Đoàn đã kiểm sát hồ sơ phạm nhân, gặp hỏi các cán bộ quản giáo, các cán bộ cảnh sát bảo vệ và một số phạm nhân trong đội 28, cũng chính là nơi mà hai phạm nhân Thành và Hoàng thi hành án trước khi bỏ trốn, để làm rõ về nội dung vụ việc cũng như thủ tục thi hành án, công tác quản lý giam giữ phạm nhân. Bên cạnh đó, đoàn kiểm sát cũng trực tiếp lấy lời khai của hai phạm nhân trốn trại để làm rõ thêm các nội dung có liên quan. Sau cuộc kiểm sát, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ ban hành kết luận, kháng nghị, kiến nghị yêu cầu trại giam Xuân Hà khắc phục vi phạm trong công tác quản lý giam giữ, không để xảy ra vi phạm tương tự trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Tiền Phong, VN Express, VTC, HTTV cùng nhiều người khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.